Số ký giúp tôi ký chương 35. Mô-xe nhóm hết hội chúng Israel lại mà nói rằng: đây là các việc của Đức Giê-hô-va đã phán dạy là người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng đến ngày thứ bảy sẽ là một lễ thánh, tức là ngày Sa-bát biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Ai làm công việc trong ngày đó sẽ bị xử tử. Nhằm ngày Sa-bát chớ nổ lửa trong nhà nào của các ngươi hết. Mô-xe nói cùng cả hội chúng Israel rằng: đây là các lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Hãy lấy một lễ vật chi ở nơi nhà các ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va. Hễ người nào có lòng thành dâng cho, hãy đem lễ vật cho Đức Giê-hô-va: vàng, bạc và đồng, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, cây si tim, dầu thấp, các thứ hương liệu đặng chế dầu, sức và hương, bích ngọc và các thứ ngọc khác để dùng khảm cho ephod và bản lên ngực. Trong vòng các ngươi, mấy người khôn ngoan hơn hết hãy đến làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dạy: đền tạm, trại và bom của đền tạm, móc, ván, sà ngang, trụ và lỗ trụ, hòm bản chứng và đòn khiên, nắp thi ân cùng màn che nơi chí thánh, cái bàn và đòn khiên, các đồ phụ tùng của bàn cùng bánh đằng thiết, chăn đèn, đồ phụ tùng, các đèn và dầu thắp đèn, bàn thờ sông hương cùng đòn khiên, dầu sức, hương liệu và bức màn của đền tạm, bàn thờ dân của lễ thiêu và lá đồng, đòn khiên và các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và chân thùng, bố vi che hành lang trụ, lỗ trụ và bức màn của cửa hành lang, các nọc của đền tạm cùng nọc và dây của hành lang, bộ áo lễ dùng về công việc trong nơi thánh, bộ áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả và bộ áo cho các con trai làm chức tế lễ. Các hội chúng Israel đành lui ra khỏi mặt Mô-xe. Mọi người có lòng cảm động và mọi người có lòng thành đều đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va để làm công việc hội mặt, các đồ phụ tùng và bộ áo thánh. Phàm người nam cùng người nữ, tức mọi kẻ có lòng thành, đều đến đem những hoa tai, nhẫn, khâu, kiềm, các thứ trang sức bằng vàng, và hết thảy đều dâng lễ vật bằng vàng cho Đức Giê-hô-va. Kẻ nào ở nhà mình có chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ và da cá nược đều đem đến. Hễ ai có chi làm lễ vật bằng bạc hay bằng đồng đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va. Vẻ ai có cây si tim nơi nhà mình dùng hiệp về các công việc tế lễ đều đem đến. Phàm người đàn bà khéo thì chính tay mình kéo chỉ lấy và đem đến món chi họ đã kéo rồi, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và chỉ gai mịn. Còn mấy người đàn bà có cảm động và tài khéo thì kéo chỉ lông dê. Các bậc tôn trưởng trong dân sự đem bích ngọc và các thứ ngọc khác để khảm cho ephod và bản đen ngực, dầu thắp đèn, các hương liệu để chế dầu sức và dầu thơm. Cả dân Israel nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động, xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn nơi Mô-xe, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va các lễ tình nguyện vậy. Mô-xe nói cùng dân Israel rằng: này, Đức Giê-hô-va đã kêu danh Bezaleel con trai của Uri, cháu của Hu-ra trong chi phái Giu-đa. Ngài phú cho người đầy dạy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, làm bài ra và làm đồ vàng, bạc và đồng, làm khắc và khảm các thứ ngọc, làm chạm cây, làm các đồ khéo léo. Ngài lại phú cho người tài dạy dỗ và cũng đồng ban cho Oholiab là con của Ahisamac trong chi phái Đan nữa. Ngài phú cho hai người đó đầy sự khôn ngoan, đang làm các công nghệ về thợ thêu, thợ dệt nhiều màu, tức là màu tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn để bày ra và làm các thứ công nghệ khéo.